Rồi, thầy chào các con nha. Hôm nay chúng mình sẽ chơi một bài tạo hình khác. Chúng mình có thể xé dán để tạo thành những bức tranh về các cái con vật hoặc là các cái cây xanh hoặc là các cái đồ chơi. Hôm nay thầy sẽ chơi với các con cách xé dán cá. Ừ, đàn cá cho nó vui nhá. Trước tiên các con sẽ chọn giấy màu vàng. Hoặc là các con thích cá màu xanh hoặc là màu đỏ, màu hồng cũng được. Thầy sẽ thể hiện bằng giấy màu vàng nhé và sẽ tạo ra những con cá vàng ở trên tranh của mình. Trước tiên các con sẽ cầm giấy theo chiều dọc này, sẽ dài dài dài, sẽ dài dài nhé, sẽ dài dài ít thôi. Rồi lấy một cái miếng giấy như này, các con xé nhỏ ra từng khúc một như này cho thầy. Xé nhỏ từng khúc một như này nhé. Rồi các con có thể tưởng tượng là mỗi một khúc giấy như thế này sẽ tạo ra một con cá. Mỗi một mẩu giấy, miếng giấy có dạng hình vuông hình chữ nhật này, gấp đôi lại này. Đấy, gấp đôi nhé, gấp đôi nhé. Đấy. Rồi xé một đường viền cong 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 như này nhé. Sẽ nhích dần, nhích dần, nhích dần, nhích dần, nhích dần, vừa xé vừa chỉnh cong cong này. Đấy. Để tạo ra hình thân của con cá giống như hình của một chiếc lá đây này. Đấy, các bạn nhìn này, đấy. Con cá này hơi mập đúng không? Cá này nếu mà con người con cá này mập thể để lên đây nhé. Đấy. Thầy lại lấy một miếng giấy như thế, thầy lại gấp đôi lại như này. Đấy, gấp đôi lại như này. Rồi sẽ như nào nhỉ? À, sẽ cong cong dích nhích dần, nhích dần, nhích dần, nhích dần, cong cong nhé, cong cong để cho nó tạo hình con cá. Đấy, con cá này hơi hơi mập thôi, không mập bằng con cá siết. Đấy. Lại có một miếng giấy khác, là chỗ này nó hơi thừa ra một chút, con sẽ bớt đi, gấp đôi lại, đấy. Sau đó sẽ nhích dần, nhích dần, nhích dần. Con cá này thì hơi mảnh này, đúng không? Đấy, con cá này hơi mảnh, thầy để đấy nhé. Lại có một miếng giấy nữa, con gấp đôi lại này, gấp đôi lại này, rồi lại theo chiều dọc này, nhích dần nhé, nhích dần nhé. Đấy, rồi đấy, con cá này thì dài này đúng không? Rồi chúng mình sẽ có ba con rồi, bốn con rồi. Thêm một con nữa nhé, thêm một con nữa cho đấy. Tiếp theo đấy, đấy. Nhích dần, nhích dần như thế, cứ sẽ nhích dần như này, cong cong một chút đấy. Bỏ những cái mẫu giấy ra chỗ khác này. Đấy, để dẹp ra. Rồi, chúng mình sẽ xếp những con cá này lên giấy nha. Xếp thử lên giấy. Cho con cá to ở dưới, con cá nhỏ ở trên, con cá dài ở trên. Đấy. Con này là thầy để hơi dốc giấy này. Đấy, xếp thử lên đây. Vậy là những con cá này còn thiếu đuôi này, đúng không? Ừ. Chưa có đuôi đúng không? Nó làm nó nào nhỉ? Đúng rồi. Cái giấy này nhá, chúng mình sẽ gặp đấy, sẽ như này, dài dài như này đấy. Rồi chúng mình lại sẽ nhỏ thành từng miếng nhỏ nhỏ này ra này, sẽ nhỏ ra đấy. Từng cái miếng giấy này các con sẽ tạo thành một cái hình chia đôi ra như này, chia đôi ra như này, chia đôi ra như này. Đấy, thế là được nhá, thành một cái hình dạng hình tam giác. Đấy, cái mẫu giấy này chúng mình sẽ đôi ra, đừng sẽ đôi ra, sẽ đôi không phải không, không không gấp đôi như này các bạn ạ, mà sẽ gấp đôi chéo chéo như này này, gấp đôi chéo chéo này rồi xé. Đấy. Để cho nó là hình tam giác. Đấy, như này là hình tam giác này. Đấy, gấp đôi như này, không phải gấp đôi dọc mà là gấp đôi chéo, gấp đôi chéo. Đấy. Đôi chéo này nhé, xé ra để cho nó ra hình tam giác. Đấy, hình dung nhá. Mình thấy dễ làm không à? Đấy. Đây. Gấp đôi chéo này. Đấy. Đấy, nó ra hình tam giác rồi chúng mình xé. Xé cho đường gấp đấy. Rồi. Thành những cái đuôi đúng không? Rồi bây giờ chúng mình còn thấy là còn thiếu vây đúng không? Vây. Vây các con rất dễ. Đấy.
lấy một miếng giấy dài dài này, các con xé đôi ra cho nó nhỏ nữa ra. Rồi các con cứ xé nhỏ từng mẩu một như này. Đấy, có thể để dẹp này vào đây cho nó gọn. Đấy. Đấy. Từng mẩu như này nhé. Từng mẩu như này, nhỏ như này, như là xé vụn, người ta gọi là xé vụn đấy các con ạ. Người mọi người gọi cách xé này gọi là xé vụn đấy. Đấy, từng mẩu như này. Nữa đi. Chả gì như cái mẩu giấy này. Sẽ giống như hình vuông ấy, hình chữ nhật đấy. Giản thế thôi. Đấy. Đấy. Bây giờ thầy sẽ dán nhá. Dán nhá, để dẹp xong đây, đây là vây này. À đây là bên này là vây. Bên này là đuôi. Đấy, để dẹp này. Mỗi bên một ít. Bây giờ thầy sẽ lấy hồ bồi dán. Dán con to trước. Đây, bắt đầu. Úi. Thầy xin lỗi. Nó đã bị. Xin lỗi các con tí nhé. Ừ, mở lại nhé. Ừ, đây. Rồi, thầy sẽ lấy hồ ra nhé. Bôi cho hồ vào đây. Bôi hồ vào đây. Dán con to ở dưới. Đấy. Con to nữa nhé. Dán đây nhé. Đấy. Con này sẽ dán chỗ nào này. Dạch ra đây. Đấy. Con này sẽ ở chỗ nào? À. Con này sẽ ở đây. Ở đây đi. Ở đây. Đấy. Con này đâu? Con này sẽ ở chỗ nào nhỉ? Bốn con rồi đúng không? Ừ. Con này ở trên này đi. Đấy. Trên này. Dạ. Giờ mình sẽ lấy những cái hình tam giác, miếng giấy hình tam giác. Sẽ bôi hồ và lắp vào. Đây con này sẽ có đuôi này. Ừ. Có to thì sẽ lấy miếng giấy to để làm đuôi. Đấy. Úi. Cho cái đuôi này đẹp nhỉ. Đấy. Rồi lại lấy miếng giấy vừa vừa lên miếng to đi. To đi. Đấy. Làm cái đuôi con này. Đấy. Chưa. Con này. Đuôi đây. Đấy, cho nó quay bằng này nhé. Con này. Đuôi đây. Đây. Đấy. Rồi đến vây. À. Đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ dán vây nhé. Thì cứ lấy những cái miếng giấy hình nhỏ nhỏ vuông vuông này chúng mình để lên đây thôi. Đấy. Để cho nó thành cái vây khác. Chúng mình cứ làm như thế đó. Đấy. Lấy những cái miếng giấy nhỏ nhỏ này này. Đấy. Đây này. Đấy. Đấy. Ui giời. Nhanh nhỉ. Bôi một tí rồi. Bôi một tí là được. Ui. Nó dính. Đấy. Vây này. Ui, cái vây này to thế. Đâu nữa? Đây. Đây. Vây trên lưng trước. Đấy. Đâu? Đây. Đây. Tiếp nhé. Rồi. Đây. Đấy. Tiếp nhé. Ừ. Đây. Đấy. Tiếp nhé. Đây. Đấy. Tiếp nhé. Nữa đi. Đây.
còn con này nữa nha. Còn con này chưa có. À, mình sẽ lấy nốt mình dán nhé. Cho cái bầy này to, nó to lên. Đây. Đấy. Nữa đi. Cho một cái bầy nữa cho đẹp lên. Đấy. Xong rồi. Công việc của mình tiếp theo là làm gì nhỉ? À, sóng nước đúng không? Sóng rêu đúng không? Đó, chúng ta kiếm giấy màu xanh nhé. Tìm giấy màu xanh lá cây đi. Đây, màu xanh lá cây đấy các bạn. Sóng rêu nhé. Lấy màu xanh lá cây nhé. Xé ra nhé, mở ra nhé. Xé là nhỏ nhỏ, tước nhỏ nhỏ này. Tước nhỏ nhỏ này. Tước nhỏ nhỏ. Tước nhỏ nhỏ. Tước nhỏ nhỏ. Đấy, rồi chúng mình sẽ có thể xếp. Không cần phải xếp đâu. Chúng mình dán luôn đi. Dán luôn cho xong. Kiểu như thế, chúng mình làm như thế là sẽ ra những cây sóng rêu. Đấy. Chỗ này một cái. Đấy. Đấy. Tiếp này. Sau một khóm nữa. Đấy. Cho một miếng đất đây này. Tạo ra cái chân như nó cũng chắc, các con có thể xé thêm, chưa đủ thì chúng mình lau tay đi rồi chúng mình xé thêm. Đấy, xé thêm. Đấy, thêm những cái miếng giấy hình như này nhé, các con làm cho thầy thật khéo à, dán à. Rất là nhanh, rất là đẹp. Bỏ tay cẩn thận luôn nhé. Tiếp này. Đấy. Cho một miếng giấy nữa nhỉ. Đây. Cho cái này vào đây. Đấy. Rồi chúng mình làm gì nữa? Thôi, chúng mình có thể dừng lại đây. Lau tay thật sạch. Đấy, khăn lau tay thật sạch nhé. Con sẽ tiến hành lấy bút, bút đậm, có màu đậm ấy, màu đen hoặc là màu nâu ấy. Chúng mình sẽ lần lượt vẽ mắt cho cá này, mồm này, mắt này, mồm này, mang này, mắt này, mồm này, mang này, mắt này, miệng này, mang này, miệng này, mắt này, mang này, và vẽ sóng nước vào, sóng nước vào. Thế là chúng mình có một bức tranh. Nếu các con thích cá màu vàng thì tô lấy giấy màu vàng, các con thích cá màu hồng thì lấy giấy màu hồng, hoặc các thích cá có nhiều màu thì lấy mỗi tờ giấy một màu, mỗi con cá một màu để làm thành một bức tranh cá nhiều màu sắc nhé. Thế thôi, thầy mời các con sẽ thực hành nhé. Chào tạm biệt các con, goodbye.